chồng đang ở cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Phong cảnh ở đây rất là đẹp cả nhà ơi. Giờ quay một vòng cho cả nhà mình xem nha. Xung quanh là những ngọn núi rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mời các bạn mình vào bên trong nha, ngắm cảnh cùng gia đình chị, hai vợ chồng thôi. Tí nữa là mình sẽ đạp xe đạp, trải nghiệm đạp xe đạp vòng quanh trong thắng gì ở trong này.